Kia Carnival Hybrid ở Singapore. Ở Việt Nam thì nhiều khi còn chưa trả được banh xong thì Carnival mới đã ra mắt rồi. All new Kia Carnival này. Đèn LED. Đèn này thì thay vì để ngang thì bây giờ đổi thành đèn dọc. Đèn LED. Và 4 beam liền. Tha hồ anh em nếu mà muốn nâng cấp đèn, lưới tản nhiệt mở rộng hơn, đầu nhìn vuông hơn. Ở Carnival ở bên Singapore chắc nhân ra giá Việt xác định là 5 tỷ. Radar trong hệ thống ADAS, hỗ trợ lái này. Đèn gầm là hai đèn một bên. Đèn pha ấn tượng nhỉ. Smart Cruise Control này. Mâm 19. Mình xem nào. Vẫn là K360, những cái tính năng về cơ bản thì không thay đổi. Carnival thì mình thích nhất là ghế thứ hai là cấu hình kiểu hai chỗ. Bản này mình xem nào. Ra ghế họa tiết bên này nhìn máy đẹp nhỉ. Đấy, màu mình rất thích cái màu xanh navy này nhá. Cái này là chỉnh cơ. Còn này chỉnh cơ. Tuy nhiên độ ngả nâng đệm các kiểu ấy thì vẫn là chỉnh điện. Mình nhớ là mình xem một cái bản bên Hàn là cái phần nhá. Cái hàng ghế thứ hai này có thể là chỉnh bằng cảm ứng rồi. Đây thì chỉ chỉnh bằng phím cơ điện tử thôi. Chỉnh bằng màn cảm ứng nó giống như mấy cái ghế mà anh em đồ nội thất hay mua về độ cho Carnival ấy. À, mình có massage, có gì đấy, vẫn có bệ đỡ. Ơ sao cái da bản này đẹp nhỉ. Cái cắm mấy này cũng thế. Hai khoang cửa nóc. Bản này bản Philip thôi. Hàng ghế thứ ba vẫn dậy. Nếu như mà không có tiền mua một chiếc Alphard cho nó lịch lãm nhỉ, trông nó kiểu như ông trùm, thì mua một chiếc Carnival như này cũng rất là hợp lý. Nhất là một nó nhiều mục đích lắm. Ví dụ như là mình dùng cho gia đình, con vợ con ngồi hàng ghế này cũng thích này. Kể cả có lái xe mình dùng chiếc xe này cũng hay. Cửa điện, tức là cái ghế ngồi nó thoải mái. Chiếc xe này thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái vị trí ngồi và các tiện ích nhiều hơn, sưởi sấy. Đấy, mình nhớ bản cao là sẽ có ghế massage. Mà xem mấy chiếc Maxus thì hàng ghế thứ hai cũng khủng khiếp luôn. Mình cũng có một cái video chia sẻ về đấy để các bạn có thể xem được. Mặt tablo thì xem ra không thay đổi nhiều. Mà dù sao là cái cửa trượt này vẫn hay nhỉ. Lên xuống bấm nhìn nó sang người. À, bệ đỡ khiển điện. Nói chung cái này nếu mà đi mà mình chỉnh cái ghế nằm ngả ra thì mình có cái tư thế nằm rất là thoải mái. Cái cửa vẫn thế. Mặt tablo vẫn thế. Màn đôi hình như có cập nhật phần mềm này. Phần mềm này giao diện chắc là bản mới. Hệ điều hành mới. Điều hòa cảm ứng, núm xoay số, phanh điện tử, phím điều khiển đây đầy đủ hết. Không thấy khác gì nhiều, sưởi sấy ghế này. Các cái tính năng cơ bản như là K360 này, điều hòa tự động hai vùng này. Đấy. Rồi các hệ thống hỗ trợ lái vẫn vậy, sạc không dây. Nhìn chung là Carnival là một chiếc xe và mỗi một cái mức chi phí và cái giá trị mình hưởng được, mình nhận được thì nó rất là cao. Chính vì vậy đây là một mẫu xe bán cực kỳ tốt tại thị trường Việt Nam. Và nó không chỉ bằng cả cái việc mà nói suông đâu, bằng chính những cái con số qua cái kết quả bán hàng trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt là mẫu xe này ấy, nó có một cái cốp xe. Nếu các bạn đã dùng rồi thì chắc chắn là sẽ biết rằng là cái cốp đây có thể dựng tới 6 bộ hồn đứng dọc. Quá khủng khiếp. Tôi chơi với nhiều anh em gôn mà đây là một chiếc xe mà nhiều anh có thể là đi cả Porsche nhưng vẫn lấy thêm một con này để nhiều khi được đón bạn đi đánh gôn ngồi cho nó thoải mái. Tiện ích với xe Hàn thì luôn luôn là đầy đủ. Thừa mứa mà dùng luôn. Nội thất này thì nói chung là chỉ vài cái điểm nhỏ nhỏ thôi. Về kiểu như may da, họa tiết thôi. Đây các bạn có thể nhìn quanh.
Nhưng mà nhìn là cái đầu nó vuông hơn nhỉ? Cái đầu nó vuông hơn. Phần đuôi đây này, cái cốp này rộng lắm đây này. Đây các bạn thấy không? Cái cốp này nó sâu hõm giống như này mà. Đấy, thoải mái để đồ luôn. Tức là cái xe này đi 6-7 người, đi gia đình nhưng mà vẫn để vali, để hành lý thoải mái. Cái đấy là một cái hay. Chứ còn một vài dòng xe mà chúng ta có thể là cần sử dụng tới 7 chỗ thì chả còn mấy chỗ để đồ. Thì đây có thể nói là một chiếc xe mà mình nghĩ rằng nó cái công năng của nó, cái công dụng của nó mang lại nó rất là tốt. Kể mà mấy cái khiển này khiển bằng điện các kiểu nữa thì ngon. Chứ cái giật giật này có ngày gãy. Thêm tí điện vào đi, dùng cho nó sang. Thì đấy giá nó lại tăng đấy. À, cái bản hybrid này dùng máy 1.6 turbo nhé. Và pin, như cái dòng hybrid này nó bị một cái là như này, nó cũng hay, tiết kiệm. Nhưng mà